Khác với những bệnh nhân khác, người bệnh tiểu đường phải tự chăm sóc, tự theo dõi sức khỏe nhiều hơn. Chính vì vậy mà họ phải trang bị rất nhiều thông tin, kiến thức về chế độ ăn uống, sinh hoạt và kiểm soát diễn biến bệnh. Nếu cần thêm thông tin tư vấn, người bệnh tiểu đường có thể tìm đến câu lạc bộ bệnh nhân tiểu đường của Bệnh viện Bạch Mai mà không mất bất kỳ chi phí nào. Khi đến sinh hoạt trong câu lạc bộ, bệnh nhân được đo đường huyết miễn phí, sau đó thực hiện bài yoga cười, được tư vấn miễn phí về chế độ ăn, chế độ tập luyện và sử dụng thuốc. Với sự tư vấn của các bác sĩ và chuyên gia, câu lạc bộ giúp bệnh nhân thay đổi suy nghĩ, hành vi để có cuộc sống lành mạnh, kiểm soát bệnh tốt hơn. Trong buổi sinh hoạt sáng nay, bệnh nhân đặt ra nhiều câu hỏi, cũng là thắc mắc chung của những người bệnh tiểu đường lúc này. Như mùa hè, người bệnh tiểu đường đi du lịch cần lưu ý những gì? Chế độ ăn ở những điểm du lịch phải đảm bảo ra sao? Phải xử trí thế nào nếu không may bị loét bàn chân? Không chỉ bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai mà tất cả bệnh nhân ngoài viện, người nhà hoặc những ai quan tâm đều có thể tham gia câu lạc bộ bệnh nhân tiểu đường. Câu lạc bộ sinh hoạt 2 tháng một lần vào thứ Bảy tuần thứ hai của tháng lẻ. Chúng ta đã từng biết đến nhiều hoạt động thiện nguyện của các bệnh viện như là khám bệnh miễn phí, tặng quà bệnh nhân hay là tặng cơm miễn phí. Nhưng mà cắt tóc gội đầu miễn phí thì có lẽ là chưa nhiều bệnh viện tổ chức. Và sáng nay ở tại Bệnh viện Bạch Mai, trong khuôn khổ gala ngày thứ Bảy yêu thương, hàng trăm bệnh nhân đã được cắt tóc gội đầu miễn phí. Không chỉ động viên tinh thần, hoạt động này còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe bệnh nhân. Dụng cụ, đồ nghề đầy đủ, người cầm kéo là những thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Chỉ khác ở chỗ, khách hàng là những người đặc biệt, trong một bối cảnh đặc biệt. Một salon tóc tràn ngập tình yêu thương đã dựng lên tại hội trường lớn của Bệnh viện Bạch Mai vào sáng nay. Bệnh nhân 76 tuổi này không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi bà không được cắt tóc gội đầu. Sự khoan khoái, thoải mái như giúp bà và những bệnh nhân khác khỏe lên trông thấy. Hôm nay cô được cắt tóc như này, cảm giác như nào? Cô quay là cô cảm thấy rất là phấn khởi. Cảm thấy thoải mái, vui vẻ, được mọi người ủng hộ, chia sẻ, nó vui vẻ. 10 ngày rồi, chưa gội. Khi được gội đầu xong thì rất là thư thái, thoải mái. Nhận được thông báo từ hệ thống loa phát thanh của bệnh viện, càng về trưa, bệnh nhân đến càng đông. Còn với những bệnh nhân nặng, các điều dưỡng sẽ đến tận giường phục vụ. Và về ở góc độ y tế thì việc bảo đảm cho người bệnh có một mái tóc sạch, có một cơ thể sạch sẽ thì nó góp phần cho cái việc giảm tối đa về không việc người bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện. Gala thứ Bảy yêu thương lần thứ hai do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 3 năm ngày thành lập phòng công tác xã hội của bệnh viện. Trong dự kiến thì chúng tôi sẽ tổ chức mỗi quý một lần, và mỗi một lần thì chúng tôi cũng sẽ rất là mong muốn sẽ có thêm những cái hoạt động mới, không chỉ gội đầu, cắt tóc miễn phí, giao lưu văn nghệ mà chúng tôi còn kêu gọi các nhà tài trợ để có thể đến đây tặng quà cho bệnh nhân. Không chỉ được cắt tóc, gội đầu miễn phí, bệnh nhân còn được tặng quà và thư giãn trong tiếng nhạc du dương hoặc các tiết mục văn nghệ do chính những cán bộ, nhân viên của bệnh viện phục vụ. Làm viện ấy thì nhiều khi về vệ sinh các thứ thì họ không được thoải mái như ở nhà. Khi mà mình cắt cho những người bệnh nhân, những người ta đang yếu thì mình lại phải cẩn thận hơn. Mình phải cắt từng chút một, mình chăm sóc nhẹ nhàng hơn, giúp được mọi người, em giúp ích được điều gì bản thân em làm được thì em làm thôi. Hôm nay, giữa người bệnh và điều dưỡng, cán bộ y tế không còn khoảng cách. Họ như những người thân trong gia đình. Và hôm nay, trong không gian này, bệnh tật, mệt mỏi đã nhường chỗ cho tình yêu thương, sự sẻ chia.